Cô chào các bạn học sinh lớp 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái dạng toán, đó là phương trình lượng giác cơ bản. Dạng thứ nhất đó là sin x bằng a. Thì ta sẽ đưa nó về sin x bằng sin alpha. Từ cái phương trình sin x bằng sin alpha sẽ có hai họ nghiệm x bằng alpha cộng k2 pi, x bằng pi trừ alpha cộng k2 pi. Cô có phương trình thứ nhất. Hai sin x trừ căn 2 bằng 0. X bằng căn 2 phần 2. Tương đương với chúng ta bấm shift sin của căn 2 phần 2 được sin của pi trên 4. Ta có hai họ nghiệm x bằng pi trên 4 cộng k2 pi hoặc là x bằng pi trừ pi trên 4 cộng k2 pi. Rút gọn bước nữa đưa được về x bằng pi trên 4 cộng k2 pi. Còn họ thứ hai sẽ là x bằng 3 pi trên 4 cộng k2 pi. Hai họ riêng biệt các bạn có thể đặt là k và l tùy thích nhé. Sang câu số 2. Hai x trừ 40 độ bằng căn 3 phần 2. Chúng ta nhìn thấy ở đây nó là độ. Thì phải hiểu rằng x ở đây cũng là độ, cho nên bài toán chúng ta phải giải theo độ. Tương đương với sin của 2x trừ 40 độ. Các bạn bấm shift sin của căn 3 phần 2 nhưng mà chúng ta lấy giá trị là độ thì nó sẽ là sin của 60 độ. Tương đương với 2x trừ 40 độ bằng 60 độ cộng K360 độ. K2π là K360 độ đó. 2x trừ 40 độ bằng pi trừ đi, có nghĩa là bằng 180 độ trừ 60 độ cộng K360 độ. Giờ giải hai họ này ra. 2x bằng 100 độ cộng K360 độ. 180 trừ 60 cộng 40 bằng 160. Sau đó chúng ta chia hai cả hai vế.
100 độ chia 2 là 50 độ, cộng K180 độ, x bằng 80 độ, cộng K180 độ, K thuộc Z. Câu số 3. Sin của 2x trừ pi phần 5 trừ cho sin của pi phần 5 cộng x bằng 0. Cô chuyển vế qua, chuyển cái dấu trừ này qua, nó trở thành sin x bằng sin alpha. Sau đó chúng ta ráp công thức là xong. Nó đưa về dạng rồi, sin x bằng sin alpha. 2x trừ pi phần 5 bằng pi phần 5 cộng x cộng k2pi. 2x trừ pi phần 5 bằng pi trừ đi, tức là pi trừ đi pi phần 5 trừ x cộng k2pi. X chúng ta chuyển sang, 2x chuyển sang trừ x là còn x, pi phần 5 với pi phần 5 chuyển sang là 2pi phần 5 cộng k2pi. Này x chuyển sang là 3x. Chuyển này sang pi phần 5 mất là còn pi cộng k2pi. Đem chia ba cả hai vế. Họ thứ nhất chúng ta giữ nguyên. Họ thứ hai là x bằng pi phần 3 cộng k2pi phần 3 với k thuộc z. Là chúng ta sang cái dạng, xong cái dạng thứ nhất. Cơ bản là sin x bằng sin alpha. Loại thứ hai đó là cos x bằng a. Cũng tương tự thì chúng ta sẽ bấm cái shift code của giá trị a xem cái góc đó tương ứng là góc nào. Bằng cos của một góc alpha. Công thức của cos x là x bằng alpha cộng k2pi hoặc x bằng trừ alpha cộng k2pi. Đi vào câu thứ nhất. Hai cos 2x cộng 1 bằng 0. Tương đương với cos 2x bằng âm 1 phần 2. Các bạn bấm shift code âm 1 phần 2. Được 2pi phần 3. Theo công thức 2x bằng 2pi phần 3 cộng k2pi, 2x bằng trừ 2pi phần 3 cộng k2pi. Chia cả hai vế cho 2, x bằng pi phần 3 cộng kpi, x bằng trừ pi phần 3 cộng kpi. K thuộc Z. Chúng ta xong câu thứ nhất. Câu số 2 của dạng này. Cos của 5x trừ 45 độ
bằng căn 3 phần 2. Tương tự giống như cái dạng của sin x. Thì các bạn nhìn đây là nó liên quan đến độ, cho nên tất cả chúng ta đều phải giải bằng độ. Tương đương với cos của 5x trừ 45 độ bằng cos của 30 độ. Các bạn hỏi cô là bây giờ em đổi radian được không? Không được nha các bạn. Bởi vì cái x này là nó đã là cùng đơn vị với 45 độ, tức là nó là độ rồi. Cho nên là tất cả đều phải giải theo độ, chúng ta không thể đổi sang radian được. Ba mươi độ cộng k 360 độ 5x trừ 45 độ bằng âm 30 độ cộng k 360 độ. X bằng chuyển 45 độ sang chúng ta được 75 độ cộng k 360 độ. 5x bằng chuyển độ sang là được 15 độ cộng k 360 độ. X bằng mười lăm độ cộng k 360 chia 5 72 độ. X bằng 3 độ cộng k 72 độ k thuộc z. Câu thứ 3. Sin của 3x bằng cos của 2x cộng vi phần 3. Sin bằng cos. Câu này là câu tổng hợp của dạng vừa sin vừa cos. Thì chúng ta muốn dùng công thức, chúng ta phải đổi về cùng sin hoặc cùng cos. Thì ở đây cô đổi về cùng cos nha. Bên này sin nó đơn giản thì mình sẽ đổi về cùng cos. Cos của chúng ta học ở lớp 10 công thức là phụ chéo tức là sin sang cos thì nó sẽ làm pi trên phần 2 trừ bấy bằng cos của 2x cộng pi phần 3. Tương tự thì cái cos này đổi sang sin nó cũng vậy. Theo công thức pi phần 2 trừ 3x bằng 2x cộng pi phần 3 cộng k2pi, hoặc pi phần 2 trừ 3x bằng trừ alpha, tức là trừ 2x trừ pi phần 3 cộng k2pi. Chuyển x sang là trừ 5x. Chuyển pi phần 2 là trừ pi phần 2 thì nó sẽ bằng pi trừ pi phần 6 cộng k2pi. Chuyển 2 sang là dương 2x thì nó sẽ là còn trừ x. Pi phần 2 chuyển sang là trừ pi phần 2 là trừ 5 pi phần 6 cộng k2 pi. Bây giờ đem chia cho âm 5. X bằng âm, âm là thành dương á. Âm chia âm. Pi phần 30 cộng k2 pi phần 5. X bằng 5 pi phần 6 cộng k2pi. Cái k này nó là các số nguyên, nguyên dương và nguyên âm, cho nên nếu dấu cộng hay dấu trừ nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu các bạn muốn cho nó giống thì tức là nó logic theo phép chia thì mình có thể để âm cũng không sao nha các bạn. K thuộc z. Đấy. Mình xong được hai dạng. Cô đi tiếp một cái nữa đó là tan. Dạng thứ ba đó là tan x bằng a, thì mình cũng ship tan là của a
bằng một cái tan alpha. Vậy thì lúc đó công thức sẽ là x bằng alpha cộng với kp. Này chỉ có một họ nghiệm thôi. Đi vào phương trình thứ nhất. Tan x cộng pi phần 3 bằng căn 3 tương đương tan x cộng pi phần 3 bằng xít tan của căn 3 chính là tan của pi phần 3 tương đương với một họ nghiệm x cộng pi phần 3 bằng pi phần 3 cộng kp. Rút gọn pi phần 3 đi được x bằng kp. K thuộc z. Phương trình thứ hai. Nó cũng có liên quan đến độ nhưng mà chỗ này cô sẽ đưa các bạn một cái bài và x trừ 30 độ cộng căn 3 bằng 0 tương đương với tan của 3x trừ 30 độ bằng trừ căn 3 phần 3. Chúng ta cũng bấm shift tan của trừ căn 3 phần 3 nhưng mà chúng ta lấy độ. Tan của trừ 30 độ theo công thức cộng k bạn kp tức là k 180 độ chia 3 cả hai vế k 60 độ k thuộc z. Bài cuối cùng. Căn 3 cotang của x trừ pi phần 6 trừ 3 bằng 0. Cotang của x trừ pi phần 6 bằng căn 3. Cô đưa cái cotang này bởi vì là cách giải của tang và cotang nó hoàn toàn giống nhau. Cotang này chúng ta không bấm bằng shift tang được, chúng ta phải đưa về tang. Cho nên cô sẽ đưa về tang x trừ pi phần 6 bằng nghịch đảo của cái này, tức là bằng 1 phần căn 3. Tang và cotang là nghịch đảo của nhau mà, cho nên là 1 trên cotang sẽ bằng tang thì kết quả là 1 trên căn 3. Bấm shift tang của 1 trên căn 3 nó là tang của 30 độ. Nó là tang của pi trên 6. Đấy, cứ gặp cotang là phải chúng ta phải chuyển về tang. Pi phần 6 chuyển cho 2 pi phần 6 tức là pi phần 3 cộng kp với k thuộc z. Xong vậy là cô hoàn thành cái dạng toán cơ bản, phương trình lượng giác cơ bản của lớp 11. Đó, gồm có 3 dạng. Nó sẽ là 4 dạng nhưng mà chúng ta cứ giải bình thường và chuyển về 3 dạng thôi nha các bạn. Sin, cos và tan thôi. Gặp cotang thì chúng ta sẽ tìm cách đưa nó về tan. Phương trình video sau cô sẽ hướng dẫn các bạn về phương trình lượng giác thường gặp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của cô.